Trời, Siêu, mới tới hả? Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Còn tụi bay đứng lại. Tao không cho tụi bay vô nhà tao được. Mày muốn gì? Tao muốn lớp trưởng và lớp phó đuổi cái quân này ra khỏi nhà mình và ra khỏi lớp học kèm. Ủa, tại sao? Tại vì nó là cái thằng cấp. Mày nói cái gì vậy? Ông nói gì vậy? Hôm trước lúc mọi người tan học về, tôi lên phòng kiểm tra thì phát hiện mất một số tiền khá lớn, mà trùng hợp cái số tiền đó lại bằng với cái số tiền mà thằng Vịt đưa cho thằng Phong. Ủa, trùng hợp vậy? Không phải nó lấy thì ai lấy? Mày có bằng chứng không mày nói hả? Số tiền đó là Vịt làm ngày làm đêm ở hội quán. Với lại là hôm đó đâu phải mình nó học đâu mà mày nghĩ nó lấy hả? Chà, bằng chứng hả? Này, Lộc ơi, bạn mình lên đây. Mày muốn bằng chứng hả? Bằng chứng nè Lộc, nói cho nó biết, có phải mày thấy thằng Vịt lấy tiền của tao không? Cái đó tôi không có nói gì nha. Tôi chỉ nói là tôi nhìn thấy thằng Vịt đưa tiền cho Phong thôi. Nhưng mà nếu thằng Vịt nó có lỡ lấy thiệt thì Siro bỏ qua cho nó. Nó cũng chỉ có ý tốt giúp thằng Phong thôi. Nè, tao không có liên quan gì đến vụ tiền nong của tụi bay hết. Nghe chưa? Nghe chưa? Vách, tôi thấy ông hơi quá rồi đó. Tấn Lộc chỉ đang muốn giúp đỡ ông thôi mà. Thôi, đâu có gì đâu Simmy. Tôi cũng đâu có để bụng gì đâu. Vỗ lớn lên. Ở đây vỗ luôn. Vỗ tay. Vỗ tay cho sự xuất sắc. Vỗ tay mới bro. Trời ơi, vỗ tay cho sự diễn xuất quá xuất sắc của Tấn Lộc. Ê tụi mày, tao ngồi coi nó diễn thôi mà tao cũng nổi da gà luôn rồi nè. Trời ơi, anh ơi, cho em xin chữ ký đi, anh diễn hay quá Hả? Mấy bạn đang nói gì vậy? Đây là hình ảnh của kẻ chậm thật sự ngày hôm đó. Quen không? Mọi người thấy quen không? Ai vậy Lộc? Ai vậy? Nhìn kỹ với mấy bro. Đặc biệt là Sim đó. Mấy bro bên đây cũng nhìn kỹ nha. Và mày nhìn đi. Quen không? Mày á? Mày còn gì để nói không? Tại sao mày lại làm như vậy? Hả? Tại sao? Tao làm nó thì sao? Từ ngày đầu tiên tao bước vô lớp này, tao đã không ưa tụi bay rồi. Đám trả ra gì chỉ biết quậy. Nhưng cái lỗi lớn nhất của tụi bay á là bám lấy Simmy. Simmy là của tao. Chỉ có tao mới xứng đáng với Simmy. Sim! Sim! Chỉ còn một tuần nữa là sẽ tới giải đấu. Anh mong tất cả các em phải hết sức là tập trung, không được lơ là. Dịch!
Ngoài ra hôm nay anh có mời đến đây Vivi. Chào các em. Hy vọng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ làm việc thật vui và hiệu quả nha. Phong, bây giờ ông tin tụi mình sẽ giành được giải nhất chưa? Cảm ơn tất cả mọi người. Tao đã nói với mày là team mình tay rất to. Ngoài ra ngày hôm nay anh còn mời đến đây thêm một người nữa để support các em. Đó là bác sĩ Hải, người sẽ phụ trách về chế độ dinh dưỡng cũng như là sức khỏe của toàn thể mọi người trong team trong quá trình tập luyện. Anh không giỏi nói lắm, nhưng mọi chi phí sinh hoạt ăn ở của mọi người từ giờ đến hết mùa giải anh sẽ lo hết. Yeah! Bác sĩ Hải, bác sĩ Hải, bác sĩ Hải. Mọi người nhìn đi, đây chính là đội quán quân thế giới đang sử dụng chiến thuật quét bo. Còn đây chính là đội Á quân đang sử dụng chiến thuật tấn công nhà. Mọi người hãy xem kỹ cách di chuyển, cách ẩn nấp cũng như là cách hỗ trợ của họ khi đồng đội bị thương. Còn riêng về phần của Mimi, mày sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ thằng Tùng đánh theo chiến thuật tập thể. Okay. Cách đánh của thằng Tùng vẫn còn hơi cá nhân nên sẽ hơi khó để có thể đi xa trong giải đấu lần này. Thời gian sắp tới, tôi muốn mọi người phải luyện tập nghiêm khắc hơn nữa. Các bạn nên nhớ rằng thao trường đổ nhiều mồ hôi thì chiến trường mới ít đổ máu. Đúng vậy, mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó chính là vô địch giải đấu lần này. Tới giờ ăn chưa mọi người? Vịch, giữ hỏa lực chủ đạo. Phong, Sammy, Simmy hỗ trợ quan sát hai bên và phía sau. Tất cả đều phải tìm được xe và chạy nhanh vào tâm bo, tìm một ngôi nhà kín đáo để nấp vào. Mọi người đều phải trang bị súng bắn tỉa. Các em còn 30 giây nữa. Thấy chưa? Tao bảo rồi, kiểu gì tao cũng được chọn làm chủ lực tay to. Tập trung được chưa? Với cái thái độ cờ đỡ như vậy, em muốn mình vô địch hả? Em xin lỗi. Mười lăm phút nữa bắt đầu tử chiến. Anh, lâu lắm luôn rồi em mới thấy ổng máu lửa gì luôn á. Cho bọn em nghỉ một tí á. Em chạy hết nổi rồi. Cố lên, không được dừng, tiếp tục. Ủa anh ơi, chơi game còn gì phải chạy bộ vậy? Mệt quá à. Đúng rồi anh ơi. Em nói anh nghe nè, bây giờ anh bắt buộc em chạy vậy á, mà đến cái hôm mà thi á, cầm điện thoại không nổi nữa sao mà thi. Ủa, nói bình thường mà. Nếu như các em cảm thấy mệt quá thì có thể stop tại đây. Anh sẽ rời khỏi đội. Em chạy. Yên tâm đi, hôm nay nhất định tụi mình sẽ giành chiến thắng. Cố lên. Ủa, sao anh Đại Long với chị Vivi chưa tới ra? Anh nói chỉ đi vòng loại thôi mà, đúng không? Cần gì phải theo cổ động. Ê Kai ơi, tao nghĩ tao bị hoa mắt rồi. Điều gì? Hình như Simmy đi thi đúng không? Tao lại mày, bây giờ mà còn gái gối gì nó tập trung đi mà. Các thí sinh tập trung. Giải đấu vòng loại FIFA chuẩn bị bắt đầu. 3 2 1 trận đấu bắt đầu.
cả lớp mình dừng bút. À, mình hết giờ làm bài rồi nha. Yeah! Yes! Đối thủ tiếp theo của chúng ta là Núp. Theo chị tìm hiểu thì đây là một đội rất khá, thực lực rất đồng đều ở các tuyến. Vòng sau là vòng bán kết, loại trực tiếp. Nếu chúng ta tiếp tục thắng trong trận đấu lần này, chắc chắn chúng ta sẽ vào được chung kết. Nếu như mà đúng như những gì mà chị Vi nói thì không phải là khả năng chiến thắng của đội chúng ta trong trận đấu tiếp theo là rất thấp sao? Mày bỏ ngay mấy cái câu nói yếu đuối đi dùm tao được không? Phải tự tin vào chiến thắng của đội chúng ta chứ. Đối thủ lần này của chúng ta đó chính là đội Bi. Đội này có phong cách chiến đấu rất giống với chúng ta, đó chính là tấn công toàn lực. Nếu thế thì kết quả sẽ thể hiện đội nào có hàng công mạnh hơn. Anh biết là trước những trận đánh lớn như thế này, các em sẽ bị áp lực cũng như là căng thẳng. Cái điều này anh cũng đã từng bị rồi mà, đúng không Vivi? Nhưng anh mong là các em không được quên một điều: lý do vì sao chúng ta lại tham gia cái giải đấu lần này. Tôi nghĩ là tôi có thể thử ở vị trí phục kích và bắn tỉa. Ý hay nè. Theo tao nghĩ thì đối thủ sẽ tìm hiểu rất kỹ về team tụi mình. Bây giờ có thêm Tùng vào team sẽ làm xáo trộn tất cả các vị trí. Chúng sẽ không thể biết được để mà trở tay kịp. Ngày mai chúng ta sẽ có một buổi huấn luyện đặc biệt. Hôm nay cho các em nghỉ sớm. Nghỉ sớm. Vì mục tiêu thành lập công ty, buộc phải vào chung kết. Đồng sai. Tôi muốn hỏi các em, điều kiện đầu tiên để chiến thắng là gì? Đó là sinh tồn. Sống dai thành huyền thoại. Các em chỉ cần có một giờ, và mục tiêu duy nhất trong một giờ đó là sống sót. Ngoài khả năng tấn công ra, khả năng phòng thủ cũng vô cùng quan trọng. Chính vì vậy các em phải biết lẩn trốn để sống sót. Tim ơi, đừng có chạy. Không ổn rồi, chỗ này bị phát hiện rồi mọi người. Tẩn ra đi. Đừng bao giờ quay lưng về phía kẻ địch. Thằng Phong còn chưa nói tụi. Giờ chỉ có mình tao với mày thôi. Sao thấy thời gian rồi? Tao nghĩ tụi mình thông qua á. Không, tao không muốn thắng theo cái này. Anh thấy em rồi, ra đi. Anh ơi, sao cho em lần này đi mà. Cái đó sẽ không cho em cơ hội đâu. Cố lên nào. Anh đã cố gắng hết sức rồi. Mọi chuyện còn lại cứ để tụi nhỏ lo. Nếu mà không thành công ở giải đấu này á thì còn nhiều cơ hội khác mà. Anh chỉ sợ tụi tôi còn nhiều thời gian thôi.
Anh Long ơi, tụi em mới thắng trận á, cho tụi em nghỉ một buổi được không? Không được, phải cố lên. Sao chung kết á, muốn nghỉ bao nhiêu nghỉ. Bây giờ cố lên. Cố lên, còn 2 vòng nữa thôi. Thôi được rồi, ngày hôm nay tới đây thôi. Mọi người về nghỉ ngơi, lấy tinh thần. Mai thì đấu cho tốt. Mày đưa, cố lên. Dạ. Dạ. Tụi em về trước nha anh Long. Ê chào chị. Bye bye mọi người. Chung kết, chung kết, chung kết, chung kết, chung kết, chung kết, chung kết. Đại Long. Anh Long, sao vậy? Đại Long. Ngày mai là ngày quan trọng, trận cuối cùng quyết định chúng ta sẽ thắng hay thua. Mấy đứa tụi bay tập trung dùng tao cái nha. Anh bạn Bình Béo hôm nay đi đâu vậy ta? Mai nhớ lên coi tụi này đánh nha, cổ vũ nhiệt tình vô. Nói gì kỳ mày, rớt đi vòng gửi xe rồi, mặt mũi nào mình lên. Trận chung kết Việt Nam Free Fire Police xin được phép bắt đầu. Hôm nay chúng ta nhất định phải giành được chiến thắng. Cố lên nhá. Bắn đi Phong. Xa vời.